Xin chào tất cả ông bố bà mẹ đến với video tiếp theo của Shop Mẹ Baby Thị Thảo nhé. Trong video ngày hôm nay thì mẹ Baby Thảo sẽ review về một bộ đôi cao lớn dành cho bé. Mà như video ngày hôm trước mẹ Baby Thảo đã nói là chiều cao của con theo gen di truyền chỉ có 23% ảnh hưởng của gen di truyền thôi. Còn lại tới 77% là do chế độ sinh hoạt cũng như là chế độ dinh dưỡng mà chúng ta bổ sung cho bé nhà mình. Thì cái ba thành phần quan trọng nhất để giúp cho bé cải thiện về chiều cao đó chính là K2, D3 và canxi, ba thành phần vàng, ba giai đoạn vàng để giúp cho bé chắc hệ xương khớp, phát triển chiều cao, giúp cho bé có một chiều cao tối ưu, đó chính là giai đoạn mang bầu, giai đoạn 3 năm đầu đời và giai đoạn tiền dậy thì. Và giai đoạn 3 năm đầu đời nó chiếm tới 60%. Thì hôm nay mẹ Thảo sẽ review về cái bộ đôi để giúp cho bé chắc khỏe xương khớp, phát triển chiều cao. Đầu tiên đó chính là K2D3 Linemon. Thì cái thằng này mẹ Thảo làm khá nhiều video về nó rồi. Mình nói về hình dạng thì mẹ Thảo cũng đã review rồi. Thì hôm nay mình sẽ không nói về hình dạng nó nữa. Mình sẽ phân tích bên trong thành phần của nó. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mà chúng ta nên dùng từ sơ sinh đến 2 tuổi, là chúng ta dùng liên tục luôn ấy, không có ngừng nghỉ luôn. Chúng ta dùng mỗi ngày liên tục cho con để cung cấp cho bé hàm lượng D3, K2 và MK7. Thì D3 nó sẽ giúp hấp thụ canxi ngay từ trong thành ruột, còn K2, MK7 sẽ vận chuyển canxi đến đúng nơi cần đến. Và đối với D3, K2 nó là một trong những cái vitamin cần thiết nhất cho bé, bởi vì canxi có thể tổng hợp từ sữa hay là trong thực phẩm bé ăn, nhưng D3, K2 thì rất là khó, và hầu như là cái thực phẩm mà để tổng hợp được cái D3, K2 gần như là không có luôn. Nên chúng ta nên bổ sung cho bé từ giai đoạn sơ sinh. Và đối với thằng Linebon này là dòng D3 tinh khiết có mặt đầu tiên tại Việt Nam với D3 K2 Vita MK7, và nó cung cấp cho con đầy đủ hàm lượng D3 tinh khiết hỗ trợ cho bé cao lớn nhá. Rồi tiếp theo thì đến với canxi. Cái dòng canxi này cũng cùng công ty với K2D3 luôn cả nhà nhá. Canxi này nó là canxi sinh học. Thì tại sao nói là canxi sinh học? Thì nó là dòng sản phẩm canxi với hàm lượng canxi rất cao. Nhưng canxi cao không thôi thì nó chưa đủ, nó có thêm một cái công nghệ, đó chính là cái công nghệ LiboCan. Nó bọc được cái lớp màng canxi dễ hấp thụ và thẩm thấu vào trong tế bào. Bên cạnh đấy thì thằng này nó có thêm thành phần D3 K2. Thì như mình đã nói rồi, D3 nó giúp hấp thụ canxi, còn K2 MK7 nó sẽ vận chuyển canxi đến đúng nơi cần đến. Tức là nó sẽ hỗ trợ cho con có một cái chiều cao tối ưu. Thì đối với các bé nhỏ, nếu mà chúng ta muốn cho bé có một chiều cao tối ưu, chắc khỏe xương khớp cũng như là hỗ trợ cho con về giấc ngủ ngon, thì chúng ta nên dùng K2D3 Linemon từ giai đoạn sơ sinh đến 2 tuổi. Còn từ 4 tháng tuổi trở đi thì chúng ta có thể bổ sung canxi theo liệu trình để giúp cho bé tối ưu về chiều cao. Có bất kỳ câu hỏi nào về cái cách chăm sóc bé cũng như là về chiều cao cân nặng của con thì ông bố bà mẹ của chúng ta cứ comment xuống dưới nhá. Mẹ Bé Thảo sẽ làm video để trả lời cho cả nhà và sẽ cố gắng ra thật nhiều video hơn nữa, cũng như là review so sánh thật nhiều sản phẩm để chúng ta chọn lựa cho con yêu của mình nhé. Đừng quên chúng ta có thể bấm lên góc màn hình để liên hệ với mẹ Bé Thảo với số Zalo để được tư vấn kỹ hơn nhé. Cảm ơn các mẹ, hẹn gặp lại các mẹ trong những video sau.